bạn nha. Nay mình sẽ thử vẽ chú chuột nha này nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái mũi của chú chuột trước nha các bạn. Cái mũi trước tiên nha. Cái mũi và cái mỏ phía trên nha. Sẽ lên vẽ từ cái mỏ vẽ lên trên đầu luôn. Sẽ vẽ phần đầu của chú chuột và vẽ hai cái ô tai của chú chuột nha. Một cái tai và cái thứ hai nha các bạn. Giờ sẽ vẽ dài xuống cái phần mình và phần đuôi luôn nha. Sẽ phần mình trước nha các bạn. Dài xuống phần mình nha. Từ lưng xuống mình luôn nha. Giờ anh sẽ vẽ cái phần đầu phía dưới nha các bạn. Phần đầu phía dưới của chú chuột. Để dài xuống phần bụng luôn nha. Phần bụng. Rồi giờ nói với cái phần dưới của chú chuột nha các bạn. Giờ mình sẽ vẽ cái phần phía dưới nha. Phần đầu phía dưới nữa. Một cái lằn phía dưới cái đầu ở đây. Một cái làn phía dưới ở phần bụng đó nha. Trên xuống luôn. Rồi xong. Giờ sẽ vẽ cái phần mắt nha các bạn. Mắt của chú chuột. Rồi xong. Phần mắt mình sẽ vẽ phần râu nha. Chỗ này có 3 cái râu nha. Đây, cái râu dài các bạn ơi. Rồi bây giờ sẽ vẽ hai cái chân nha. Chân phía trước và chân phía sau. Xong bây giờ sẽ vẽ cái đuôi dài nha các bạn. Cái đuôi dài của chú chuột.
cái đuôi dài rất dài nha. Xong nha, bây giờ anh sẽ bắt đầu tô màu nha các bạn. Tô màu đen cho cái mũi và mắt trước nha. Mũi màu đen, mắt cũng màu đen. Có cái viền màu hồng đó nha. Tô cái chân và cái vành tay màu hồng luôn nha. Xong hai chân nha các bạn. Giờ sẽ tô cái phần bụng, phần da phía dưới màu nâu nha. Da phía dưới màu nâu, phần bụng màu nâu luôn, da phía dưới bụng. Xong nha các bạn. Giờ mình sẽ tô cái phần mình của chú chuột màu xanh này nha. Màu xanh này cho phần mình nha. Chú chuột này là chú chuột màu xanh nha các bạn. Xong rồi nha các bạn, tô màu xong, vẽ tô màu xong luôn nha. Đây các bạn ơi, chú chuột màu xanh nha. À, vậy là clip thử vẽ chú chuột của mình là đến đây kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha.